Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào cả nhà yêu Lan. Phim buổi chiều nay các bác lại vào chọn châu nha, châu hoa Tết ạ. Châu Thái nhiều màu và châu rừng. Tất cả châu rừng, châu Thái thì hoa đều thơm như nhau các bác nhé. Có những cái châu rừng rất là thơm và châu Thái cũng có cái thơm hơn châu rừng các bác nhé. Cho nên là cây nào cũng thơm các bác nhé, trừ khi là những cái cây châu từ bên Thái về thì nó ít thơm hơn một tí thôi. Đấy, các bác vào chọn nha, và nhà em lúc nào cũng có trà ngon Thái Nguyên nhé. Các bác nào muốn uống đặc sản trà Tân Cương Thái Nguyên chính hiệu, các bác alo trực tiếp cho em nhé. Đủ các mức giá các bác nhé. Các bác muốn uống ở khúc đoạn nào thì em gửi cho các bác khúc đoạn giá phân tiền đó các bác nhé. Các bác mua hàng gọi trực tiếp vào số 0372094157 nhé. Ấn đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 ủng hộ em nha cả nhà. Sẽ có lan đẹp mỗi ngày và trà ngon để phục vụ các bác nhé. Đây là một cây châu màu đỏ các bác nhé. Màu đỏ đậm đấy. Cái châu này đỏ gọi là đỏ tươi, đỏ nhung ấy, rất là đẹp. Đây, cái châu này em lên chia sẻ với các bác giá là 200k nhá. 200k rất là đẹp này. Đó, Tết này là sẽ rất là nhiều hoa các bác nhá. Như cái chậu này thì Tết em chỉ tính 2 bông thôi là đẹp rồi. Các bác chớ thích nhiều bông nhá. Nhiều bông thì chỉ có những cây châu thật to thì nó mới ra được nhiều bông, hoặc là châu Thái nhập thì họ kích hoa thì không tốt đâu các bác ạ. Cứ cây bé như này thì chỉ 2 bông thôi các bác nha. Cây cỡ này là 2 bông là đẹp. Còn nhiều quá là không đẹp. Chậu đầu tiên các bác lên dây là mã số B1 nhá. Mã số B1 là 200k, màu đỏ. Các bác nha, B1 200. Rồi em sang B2, chậu này đẹp nhá. Chậu này mít rụt to, đẹp. Chậu này rất là đẹp. Đây ạ, chậu này quá đẹp luôn nha các bác nhá. Cái này cũng màu hồng sắc pháo các bác nhá. Chậu này đẹp không các bác này? Đó, chậu to này cô chú bác anh chị lên giúp em là 350k nhá. Chậu số B2 các bác lên giúp em là 350k. Hơi chói nắng các bác. Tiếp tục em sang B3 các bác nhé. B3. Cái này là châu trắng các bác nhé. B3 là châu trắng tinh đấy ạ. Đó, B3. Cây nó ăn nắng các bác nhé. Cây ăn nắng rất là đẹp. Cái này về các bác chăm mới dễ đấy. Bỏ đâu cũng được nhé. B3 này, trắng này cô chú bác anh chị lên cho em là 300 nhé. 280 đi. B3 giá là 280k. Anh em toàn bộ chưa có phí ship các nhé. Phí ship rẻ thôi các bác nhé. Ship rẻ thôi các bác yên tâm ạ. Tiếp tục B4 các bác nhé. B4 cái này trắng này. Trắng to các bác nhé. B4 trắng to này. Đó, cây trắng to này các bác lên xem là 350k nhé. B4 là 350k. Tiếp tục em sang B5 các bác nhé. B5. Cái này là tím đốm các bác nhé. B5 tím đốm, chậu này chậu đất các bác nhé. Đó, rất đẹp. B5 cô chú bác chị lên giúp em là 250k. B5 250 ạ. Tiếp tục em sang B6. B6 cái này xếp rụt đẹp, cái này tím đốm luôn các bác nhá. B6 đẹp. Đây, B6 cây chậu này rất là đẹp các bác nhá. Đây, chậu bí rất là xinh. B6 cô chú bác anh chị lên dưới là 350k nhá. B6 là 350k, rất là đẹp. Đó. B6 350 ạ. Tiếp tục em sang B7 các bác nhá. Đó, B7 hồng sắc pháo các bác nhá. B7. B7 dáng lá vòng cung các bác nhá. B7 cô chú bác anh chị lên giúp em là 200k nhá. Em đứng đây nó bị ngược nắng ấy, nhìn cái cây nó thành ra cái màu gì ấy. Tiếp tục B8 các bác nhá. B8. Hai cây đầy lá xếp này nó ăn nắng đấy, nó ăn nắng các bác nhìn nó vậy đấy. B8 các bác nhá. B8 cô chú bác anh chị lên giúp em là cây đầy xếp ngang rộng này, hoa sẽ rất là dài các bác nhá. B8 cô chú bác anh chị lên giúp em là 550k nhá. Hai cây to như này, B8 550 ạ. Tiếp tục B9 các bác nhá. B9 ạ. Đây. B9. B9 cái này cũng là trắng các bác nhá. B9 trắng lá mít xếp rất là đẹp này. B9 các bác lên giúp em là 270k nhá. B9 là 270k. Tiếp tục B10 các bác nhá. B10 là bò sữa này. B10 đẹp không các bác này? Xếp đều các bác nhá. Đây, B10. B10 các bác lên giúp em là 350k nhá. B10 là 350k, cây này xếp đều rất là đẹp. Đấy, hàng em thuần. Tiếp tục B11 các bác nhá. Hàng em thuần chậu như thế này rồi, về các bác dễ chăm nhá. Đó, B11. Ôi cây này ra nụ rồi.
Cây này không hiểu sao nó lại nứt nụ này, nứt hạt gạo các bác này. Thường là trâu nhà em cái mớ trâu Thái hay là chuẩn Tết đấy các bác ạ. Mỗi năm là nó ra chuẩn Tết kinh khủng luôn ý, nở đúng Tết luôn ý. Chắc là đôi khi có cây sớm hơn thôi. Cây này nứt nụ hạt gạo các bác nhá. B11 các bác này. B11 này là trắng các bác nhá, trắng ạ. Trắng. B11 này các bác lên cho em là 250k. B11. Tiếp tục B12 các bác nhá. Cái này là cam các bác nhá, cam. B12, chậu này các bác lên cho em là 200 nhá. B12 là 200. Em sang B13 các bác nhá. B13 nó bị cháy lá đây một tí các bác nhá. Cháy một tí ạ. B13. Đó. B13 các bác lên giúp em là 150k nhá. B13 150 thanh lý ạ. Tiếp tục B14 các bác nhá. B14. Đó. Cái này cũng là đỏ đốm bác nhá. B14 là đỏ đốm bác nhá. B14 đây các bác về xếp lá cho nó đều nhá. Xếp lá này. Hơi dày này. Đó. B14 này các bác lên giúp em là 250k nhá. Cổ rất là to, đẹp. B14 250. Đó. Tiếp tục em lên B15 các bác nhá. B15 chậu này to đẹp. Đó. B15 cái này cũng đỏ đốm. Cô chú ba anh chị lên giúp em là 300k nhá. B15 là 300k chậu trâu to như này các bác nhá. B15. Cô chú ba anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Tinh Mai theo số điện thoại là 0372094157 nhá. Trang Hoa Thái Nguyên lúc nào cũng phục vụ các bác nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.